Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh giá heo hơi 24 giờ hôm nay. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường giá heo tại Việt Nam. Lời đầu tiên ban biên tập xin gửi đến quý anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và gặp nhiều may mắn. Nếu như đây là lần đầu tiên anh chị và các bạn đến với kênh này thì rất mong anh chị và các bạn bấm vào nút đăng ký bên dưới để ủng hộ kênh và không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Sau đây là nội dung chi tiết Giá heo hơi ngày 21 tháng 11 năm 2023 biến động bất ngờ, các công ty lớn liên tục điều chỉnh tăng giá bán ra đồng loạt cả ba miền. Giá heo hơi miền Bắc Theo ghi nhận, hiện nay giá heo đã tăng lên mức 54.000 đồng một kg, tăng cao hơn 3.000 đồng so với trước đây, nguồn heo trong dân cũng đang tăng theo nhu cầu của thị trường. Tại các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ, Hà Nội, Hương Yên, Nam Định, Hà Nam, Hải Dương, Thái Bình. Giá heo hơi lên mức 51.000 đến 54.000 đồng nhuộn kg. Một số địa phương thuộc các tỉnh Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội có mức giá 54.000 đồng trột kg. Giá heo hơi tại các tỉnh Trung Du miền núi phía Bắc như Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ, Tuyên Quang lên 49.000 đến 53.000 đồng trên kg. Tại các tỉnh miền núi Tây Bắc, giá heo hơi lên 50.000 đến 53.000 đồng một kg. Cụ thể Tại Hòa Bình giá heo từ 50.000 đến 53.000 đồng một kg. Sơn La, Lai Châu, Điện Biên trong khoảng 50.000 đến 54.000 đồng 1 kg. Các tỉnh Đông Bắc như Lạng Sơn, Lào Cai 51.000 đến 54.000 đồng 1 kg. Quảng Ninh 52.000 đến 54.000 đồng trên kg. Giá heo hơi miền Trung Tây Nguyên. Các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên cũng ghi nhận giá heo hơi tăng nhanh hơn, dù mức bình quân vẫn thấp hơn các tỉnh miền Bắc từ 2.000 đến 3.000 đồng trên kg. Tại Bắc Trung Bộ, giá heo tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh phổ biến trong khoảng 49.000 đến 52.000 đồng một kg. Các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế phổ biến từ 49.000 đến 51.000 đồng một kg. Mưa lụt giảm bớt đã khiến giao dịch heo thịt trong vùng dân phục hồi, giá heo vì vậy có diễn biến tích cực hơn. Tại khu vực Nam Trung Bộ, giá heo hơi từ 46.000 đến 51.000 đồng một kg. Quảng Nam, Đà Nẵng cao nhất khu vực, giá từ 50.000 đến 51.000 đồng kg. Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa trong khoảng 49.000 đến 50.000 đồng một kg, Bình Định 48.000 đến 50.000 đồng trên kg, Bình Thuận từ 49.000 đến 51.000 đồng chốt kg. Giá heo hơi tại Tây Nguyên quanh mức 48.000 đến 50.000 đồng một kg. Cụ thể, Đắk Lắk, Gia Lai, Con Tum, Đắk Nông từ 47.000 đến 50.000 đồng 1 kg, Lâm Đồng khoảng 48.000 đến 51.000 đồng chốt kg. Giá heo hơi miền Nam, giá heo hơi miền Nam cũng tăng. Dù đà tăng khá chậm, tại Đông Nam Bộ, giá heo các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước quanh mức 50.000 đến 52.000 đồng/kg. Một số khu vực bắt đầu ghi nhận mức giá 54.000 đồng/kg. Giá heo hơi tại các tỉnh Tây Nam Bộ từ 48.000 đến 50.000 đồng/kg. Trong đó Long An và Tiền Giang 48.000 đến 50.000 đồng/kg, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hậu Giang, Bến Tre Bạc Liêu từ 46.000 đến 49.000 đồng 1 kg. Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang từ 48.000 đến 51.000 đồng 1 kg. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, dịch tả heo châu Phi diễn biến phức tạp và gây thiệt hại lớn cho người nuôi heo tại địa phương. Cụ thể, tại huyện Cầu Kè, dịch tả heo châu Phi đã ảnh hưởng đến 86 con heo của hai hộ chăn nuôi. Trước tình hình trên, ngành chuyên môn đã tập trung xử lý các giải pháp trong phòng chống dịch bệnh như thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi nhằm tiêu diệt bầm bệnh. Bên cạnh đó, chính quyền xã cũng thực hiện tốt công tác tiêu độc, khử trùng các chuồng trại còn lại, cố giữ cho đàn heo còn khỏe mạnh không nhiễm bệnh. Không chỉ các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ ở Trà Vinh, Tiền Giang, thời gian qua, nhiều địa phương và các trang trại chăn nuôi của một số doanh nghiệp khác cũng đang bị ảnh hưởng bởi dịch tả heo châu Phi. Ông Nguyễn Kim Đoán Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai cho biết, dịch tả heo châu Phi thời gian qua không chỉ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Tây, mà đã ảnh hưởng đến cả khu vực Đông Nam Bộ và cả nước. Trước năm 2022, nhiều người chủ quan cho rằng dịch tả heo châu Phi chỉ xảy ra với các trang trại của các cá nhân phòng chống dịch bệnh không tốt. Thế nhưng bước sang năm 2023, dù các trang trại lớn của các doanh nghiệp, tập đoàn đảm bảo an toàn sinh học cũng bị dịch tả heo châu Phi xâm nhập, ảnh hưởng đến một số trang trại, nhất là trong tháng 9 đến tháng 10 khi dịch diễn biến phức tạp, ông đoán nói. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ đầu năm đến nay, cả nước đã xuất hiện trên 530 ổ dịch bệnh tả lợn châu Phi, buộc tiêu hủy trên 20.000 con lợn tại 44 tỉnh, thành phố, nhất là tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Sơn La, Quảng Bình, Đắk Lắc. Dịch bệnh đang có chiều hướng gia tăng từ tháng 8 trở lại đây tại nhiều tỉnh, thành phố, đặc biệt là tại các địa phương có tổng đàn lớn, ảnh hưởng tiêu cực đến ngành chăn nuôi lợn và bảo đảm nguồn cung thực phẩm. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch tả heo châu Phi. Theo đó, huy động các nguồn lực của địa phương để tổ chức xử lý rứt điểm các ổ dịch, không để phát sinh ổ dịch mới. Cùng với đó, hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hóa chất khu vực chuồng nuôi và khu vực xung quanh có nguy cơ cao, đẩy mạnh chăn nuôi an toàn sinh học, xây dựng cơ sở, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, khẩn trương giả soát, tổ chức tiêm vaccine phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn heo, tăng cường thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về tính chất nguy hiểm của bệnh. Giá heo hơi được dự báo sẽ tiếp tục duy trì tăng nhẹ trở lại vào đầu năm 2024. Tết nguyên đán thường là thời điểm nhu cầu tiêu thụ thịt heo lên cao nhất trong năm, cùng với đó việc lương cơ bản được điều chỉnh tăng có thể là yếu tố hỗ trợ cho tiêu thụ dịp cuối năm. Anh dần chủ trại nuôi heo ở Cương Chính, Tiên Lữ, Hưng Yên, chia sẻ. Khoảng hơn một tháng trở lại đây, Giá heo hơi chỉ dao động mức dưới 55.000 đồng một kg khiến nhiều người chăn nuôi lo lắng. Với mức giá như hiện tại chỉ khoảng 50.000 đồng một kg, tôi đang phải chịu lỗ. Nếu tính chi phí, nhân công, giá heo hơi phải đạt khoảng 55.000 đồng một kg mới có lãi. Để phòng chống, kiểm soát bệnh dịch tả heo châu Phi kịp thời, hiệu quả, bảo đảm nguồn cung thịt heo trong thời gian tới, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ tịch các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng chống bệnh dịch tả heo châu phi theo đúng chỉ đạo của ban bí thư, quốc hội, chính phủ, thủ tướng chính phủ và hướng dẫn của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn. Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì phối hợp các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc phòng chống bệnh dịch tả heo châu phi, chủ động giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, bảo đảm phát hiện sớm, cảnh báo và chỉ đạo xử lý triệt để ổ dịch. Không để dịch bệnh lây lan diện rộng, chỉ đạo lực lượng thú y tại cơ sở bám sát địa bàn, chủ động hướng dẫn người chăn nuôi thường xuyên theo dõi đàn heo, áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi. Đợt bùng phát dịch tả heo châu Phi mới có thể khiến thiếu hụt một lượng nhỏ nguồn cung heo cho cuối năm nhưng sẽ không tác động nhiều đến giá. Nguyên nhân bởi quy mô đàn heo tại khu vực nông hộ giảm nhưng các doanh nghiệp lớn vẫn duy trì được đàn tốt nhờ các biện pháp kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt hiện các hộ chăn nuôi đang chiếm 38% tổng nguồn cung heo toàn thị trường. Để phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh nêu trên cũng như bảo đảm nguồn cung thịt heo trong thời gian tới, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công điện nhấn mạnh một số nội dung quan trọng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và các địa phương, tập trung chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn, đồn đốc, kiểm tra việc phòng, chống dịch bệnh, chủ động giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, bảo đảm phát hiện sớm, cảnh báo và chỉ đạo xử lý triệt đề ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan diện rộng. Tiếp tục chủ động phối hợp với các tổ chức quốc tế và các nước trong việc chia sẻ, hỗ trợ Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Bộ Công Thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường và các đơn vị có liên quan phối hợp với lực lượng thú y, công an, thanh tra giao thông xử lý các trường hợp buôn bán, vận chuyển heo, sản phẩm heo không rõ nguồn gốc xuất xứ chưa qua kiểm dịch trên thị trường nhằm ngăn chặn bệnh. Theo ông Nguyễn Chí Công, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, trong đó đáng lo nhất là dịch tả heo châu Phi bùng phát ở một số địa phương, đã khiến người nuôi lo lắng, bán chạy, bán tháo khiến nguồn cung heo thịt ra thị trường tăng cao. Trong khi nhu cầu tiêu dùng thịt vẫn rất yếu, người tiêu dùng hạn chế chi tiêu, khiến giá giảm. Với mức giá hiện nay, người chăn nuôi đang chịu lỗ. Một chủ trại chăn nuôi tại xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai cho biết, chưa có thời điểm nào người nuôi heo gặp khó khăn như trong vài ba năm trở lại đây nhiều chủ trại trước đó gần như thiệt hại toàn bộ do dịch tả heo châu Phi đã phải vay mượn để khô phục đàn heo. Tuy nhiên, hơn 2 năm qua, giá heo liên tục trồi sụt, khiến số trại bỏ chống ngày một nhiều hơn. Dù vậy, nguồn cung heo thịt trên thị trường vẫn rất dồi dào do các công ty chăn nuôi có tiềm lực tài chính mạnh, tự sản xuất con giống, thức ăn chăn nuôi, có giá thành thấp hơn nhiều so với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Để chăn nuôi vụ Tết đạt hiệu quả, người chăn nuôi cần có kế hoạch phát triển đàn vật nuôi phù hợp, khoa học tránh tái đàn ồ ạt, không sát với nhu cầu thị trường. Quá trình nuôi phải vệ sinh, khử trùng chuồng trại và tiêm phòng vaccine đầy đủ cho đàn vật nuôi. Khi phát hiện gia súc, gia cầm chết bất thường hoặc nghi mắc các bệnh truyền nhiễm thì phải báo ngay cho cơ quan thú y để kịp thời có biện pháp xử lý, không để dịch bệnh lây lan diện rộng, ông Trung khuyến cáo. Thị trường heo hơi cả nước hôm nay lặng sóng sau nhiều ngày răng co. Hiện nay, mức giá bình quân heo hơi cả nước khoảng 52.000 đồng chuột kg cao hơn giá heo hơi Trung Quốc hơn 3.000 đồng 1 kg. Diễn biến dịch tả heo châu Phi ở cả ba miền vẫn rất phức tạp, chưa được kiểm soát tốt. Mức giá hiện tại có khả quan hơn trước, nhưng cần cú hích tăng trưởng mạnh mẽ hơn để người chăn nuôi yên tâm vào đàn lại. Tại Việt Nam, theo các thương lái giá heo giảm sâu do nguồn cung tăng mạnh. Do tâm lý chờ giá mà từ tháng 7 âm lịch, các hộ đã bán heo quá trọng lượng ra thị trường ồ ạt. Không những thế dịch tả lợn châu Phi mà giá heo hơi giảm hoặc giữ nguyên ở hầu hết các tỉnh. Theo báo cáo của Cục Thú Y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ đầu năm đến hết tháng 10 vừa qua, cả nước đã xảy ra 481 ổ dịch tả heo châu Phi tại 44 tỉnh, thành phố. Dịch tả heo châu Phi đã làm hơn 18.000 con heo phải tiêu hủy. Trong đó dịch bệnh xảy ra dai dẳng nhất là tại tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Đắk Lắc, Sơn La và Nghệ An. Hiện các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương lập tức tiến hành tiêu hủy đàn heo nhiễm bệnh phun khử trùng tại các địa điểm phát hiện dịch bệnh để tránh lây lan trên diện rộng. Bên cạnh đó, điều kiện khí hậu hiện tại tạo điều kiện cho mầm bệnh phát triển và gây bệnh, nguy cơ dịch bệnh phát sinh và lây lan trong thời gian tới rất cao. Vì thế, các địa phương cũng cần nâng cao công tác phòng chống, kiểm soát dịch bệnh. Người chăn nuôi, người giết mổ, cơ sở giết mổ, hộ kinh doanh buôn bán thịt heo cần áp dụng nghiêm năm không, không giấu dịch, không mua bán, vận chuyển heo chết, không giết mổ, tiêu thụ heo bệnh thịt heo chết, không vứt heo chết ra ngoài môi trường, không sử dụng thức ăn dư thừa nuôi heo mà không qua xử lý nhiệt. Theo ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, cho biết hiện nay đang là thời điểm nhập heo chăn nuôi phục vụ dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Do giá thấp nên bà con rất e rè nhập heo tái đàn. Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh đang đe dọa nghiêm trọng nên bà con cũng không chăn nuôi. Mới đây, nhằm bảo đảm đủ nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2024, Bộ Công Thương đã chỉ đạo tới Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường, không để xảy ra tình trạng khan hàng, sốt giá. Để đợt chăn nuôi cao điểm phục vụ thịt heo cho thị trường những tháng cuối năm và Tết Nguyên đán, chuyên gia chăn nuôi khuyến cáo bà con sử dụng con giống chất lượng cao, thường xuyên tiêu độc sát trùng chuồng trại, ứng dụng công nghệ tự động vào các khâu sản xuất để giảm nhân công lao động thủ công chủ động phòng ngừa các bệnh nguy hiểm thường gặp. Nhất là đến thời điểm này vaccine phòng bệnh dịch tả heo châu Phi chỉ mới sử dụng thực nghiệm trên một số trại, chứ chưa tiêm phòng đại trà. Người chăn nuôi tập trung tái đàn, tăng đàn phục vụ thị trường Tết. Chăn nuôi gia súc, gia cầm trong tháng 10 năm 2023 phát triển ổn định, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát. Hiện tại đang là thời điểm người chăn nuôi tập trung tái đàn, tăng đàn, chăm sóc đàn gia súc, gia cầm để cung ứng nguồn thịt ra thị trường những tháng cuối năm và các kỳ lễ Tết sắp tới. Ông Nguyễn Trí Công, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cho biết thị trường heo năm 2023 khá khó khăn do suy thoái kinh tế. Hiện nay sắp vào mùa cao điểm tiêu thụ cuối năm nên có thể sang tháng 11 thị trường bắt đầu hồi phục. Giá có thể tăng nhẹ và ở mức đảm bảo người chăn nuôi có lãi. Giá heo hơi phục hồi nhanh do nguồn cung thiếu hụt cục bộ ở một số nơi do dịch bệnh hoành hành. Người chăn nuôi hy vọng xu hướng này sẽ kéo dài và ổn định từ nay đến cuối năm, khi tình hình tiêu thụ tại các chợ đã có dấu hiệu nhộn nhịp hơn. Thời điểm này người dân đang đẩy mạnh tái đàn, tăng đàn để chuẩn bị nguồn cung thịt cho thị trường cuối năm, trong khi tình hình thời tiết lại mưa, nắng thất thường nên nguy cơ bệnh dịch tả heo châu Phi xuất hiện, bùng phát và lây lan trên diện rộng, ảnh hưởng đến tình hình chăn nuôi của người dân là rất lớn. Hiện nay là thời điểm các hộ nông dân tái đàn, chăm sóc đàn heo để cung cấp cho thị trường cuối năm. Tuy nhiên, do thời tiết diễn biến phức tạp, bệnh dịch tả heo châu Phi vẫn xảy ra ở các địa phương, để bảo đảm nguồn cung thịt heo trong mọi tình huống. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục phối hợp với Bộ Công thương và các địa phương tăng cường theo sát diễn biến cung. Cầu mặt hàng thịt heo nhằm tránh xảy ra đột biến cục bộ về giá, theo dõi chất lượng và giá thức ăn chăn nuôi để có biện pháp chỉ đạo kịp thời. Các hộ dân, trang trại cần tập trung chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, tiêm đầy đủ các loại vaccine phòng, chống dịch bệnh, xử lý chuồng trại khi vào vụ nuôi mới. Để ổn định chăn nuôi heo trong nước, nhất là từ nay đến cuối năm, các địa phương cần có biện pháp kiểm soát chặt chẽ hoạt động buôn bán vận chuyển gia súc gia cầm trong đó có mặt hàng heo và sản phẩm chế biến từ thịt heo đặc biệt là tại các cửa khẩu đường mòn lối mở khu vực biên giới cùng với đó lực lượng chức năng tiến hành giả soát kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán vận chuyển nhập lậu sản phẩm động vật sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ theo quy định của pháp luật với giá heo hơi hiện tại nếu không bị dịch bệnh thì người nuôi heo sẽ có lãi tuy nhiên thời điểm này Dịch tả heo châu Phi xảy ra nhiều nơi nên người nuôi heo đang lo lắng. Trước đây, nhiều chuyên gia dự báo đà giảm giá heo hơi có thể kéo dài đến hết tháng 10 và bắt đầu phục hồi từ đầu tháng 11. Như vậy, giá heo hơi đã phục hồi sớm hơn khoảng một tuần so với dự báo. Giá heo hơi phục hồi nhanh do nguồn cung thiếu hụt cục bộ ở một số nơi do dịch bệnh hoành hành. Thị trường miền Nam, nguồn cung dồi dào đang được thương lái chuyển ra tăng cường cho các tỉnh phía Bắc. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến cũng nêu mấy năm nay chăn nuôi thua lỗ nghiêm trọng, doanh nghiệp không chịu nổi dẫn đến phá sản. Chăn nuôi ăn hết sổ đỏ của doanh nghiệp, nông dân. Sản lượng thị heo của Việt Nam ước tăng 5% trong năm 2024. Giá heo hơi cũng sẽ phải lên khoảng 60.000 đồng trên kg thì mới hài hòa được các khâu, trừ trường hợp giá thức ăn chăn nuôi tiếp tục giảm xuống nữa. Hiện nay đang là thời điểm nhập heo chăn nuôi phục vụ dịp cuối năm và Tết nguyên đán. Do giá thấp nên bà con rất e dè nhập heo tái đàn. Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh đang đe dọa nghiêm trọng nên bà con cũng không chăn nuôi, ông Nguyễn Kim Đoán đều thực trạng. Vừa rồi là bản cập nhật thông tin chi tiết giá heo hơi ngày 21 tháng 11 năm 2022 được đăng tải trên kênh giá heo 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.